Để đảm bảo cho việc tiêm phòng nhanh chóng và thuận lợi, xin được lưu ý công dân đi tiêm những điều sau. 1. Tuân thủ nội quy, sắp xếp, sự hướng dẫn của lực lượng an ninh, xếp hàng theo thứ tự và giữ khoảng cách. 2. Công dân cần mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh, giấy ra viện, đơn thuốc, phiếu tiêm các vaccine khác, v.v. được sử dụng trong thời gian gần đây nếu có. 3. Ăn uống đầy đủ trước khi tiêm chủng, thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế khi đi tiêm. 4. Tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh, hệ điều hành Android hoặc iOS. Khai báo thông tin cần thiết trong trường hợp không thấy thông tin hoặc sai sót trên hệ thống để được kiểm tra, sửa đổi và cập nhật. Vui lòng cung cấp chính xác họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại liên lạc. 5. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế các thông tin về sức khỏe cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại như đang bị sốt, mắc bệnh cấp tính, mắc các bệnh mãn tính hoặc đang điều trị, các loại thuốc, liệu trình điều trị đang hoặc đã sử dụng gần đây, tiền sử dị ứng hoặc phản vệ với bất kỳ tác nhân nào. Nếu là tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ 2, phải thông báo cho cán bộ y tế các phản ứng sau khi tiêm lần trước, tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc COVID-19 nếu có, các vaccine tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua, có đang mang thai hoặc nuôi con bú nếu công dân là nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chủ động tìm hiểu và hỏi cán bộ y tế loại vaccine phòng COVID-19 được tiêm và lịch tiêm mũi tiếp theo, các dấu hiệu có thể xuất hiện sau khi tiêm chủng và cách xử lý, cơ sở y tế và số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Những việc nên làm trong khi tiêm phòng. Khi đi tiêm và sau khi đã được tiêm chủng, cần đeo khẩu trang, thực hiện thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19, hỏi cán bộ y tế, lưu số điện thoại và tên cơ sở y tế cần đến trong trường hợp khẩn cấp, lưu giữ giấy xác nhận tiêm phòng vaccine COVID-19, tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng web tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn hoặc quét mã QR tại cơ sở tiêm chủng để quản lý thông tin tiêm chủng của bản thân, thông báo cho cán bộ y tế và cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử các phản ứng sau tiêm gặp phải. Sau khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hãy thực hiện đầy đủ các khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe bản thân. Khi có các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời. Những việc không nên làm. Không tự ý bỏ về trước khi kết thúc theo dõi 30 phút tại cơ sở tiêm chủng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Không tự điều khiển phương tiện giao thông cá nhân khi không thấy khỏe sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, không bôi, đắp thuốc hoặc bất cứ thứ gì lên vết tiêm. Không tự theo dõi sức khỏe bản thân theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong 3 tuần sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Người tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng, được hướng dẫn theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau khi tiêm. Một số phản ứng thường gặp sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19: sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, tăng cảm giác đau, ngứa, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm, bồn chồn, v.v. Đây là các phản ứng thông thường sau khi tiêm cho biết cơ thể đang tạo ra miễn dịch phòng bệnh COVID-19. Những phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm phòng COVID-19. Những dấu hiệu nghiêm trọng thường xuất hiện trong giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19: ở miệng, tê quanh môi và hoặc lưỡi, ở da, phát ban, môi mận đỏ, tím tái hoặc đỏ da, ở họng, ngứa, căng cứng, tắc nghẽn, khản đặc, đường tiêu hóa, nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng, đường hô hấp, thở dốc, thở khò khè, thở rít, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho, toàn thân, mạch yếu, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, chân tay co quắp, v.v. Dấu hiệu thông thường diễn biến nặng lên: sốt cao trên 39 độ C, sưng, đỏ, lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp hoặc kẹp huyết áp. Ngoài ra, sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, cần cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị điện thoại của mình để dễ dàng theo dõi, cập nhật thông tin về dịch bệnh. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, nếu gặp phải các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám bệnh và xử lý kịp thời. Trên đây là những lưu ý, khuyến cáo đến người dân trước, trong và sau khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bình tĩnh, luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó viết.
Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi.